Hello, chào mừng tất cả bạn quay lại với channel Voi Tặc Dinh Mi của mình nha. Rồi thì nãy mình cũng vừa up tổng cộng là hai clip rồi, một cái là test trong Karen, một cái là đại diện vượt ải bắt 8. Ok, mong là các bạn cũng cập nhật đầy đủ của mình. Hôm nay là một ngày nghỉ rồi cho nên chúng ta hãy cập nhật video của mình đầy đủ và xem ủng hộ mình nhiệt tình. Đừng quên like, share, subscribe đăng ký kênh và lít dầu quảng cáo ủng hộ mình thiệt là nhiều nha các bạn. Rồi, như lại mình nói luôn hôm nay là ngày 21. Hơi ồn các bạn thông cảm mình. Hôm nay học sinh chơi khá là nhiều. Rồi hôm nay là ngày 21, cái hoạt động hợp quà quốc khánh này nó hết rồi nè, cho nên có bao nhiêu lượt HD thì các bạn có thể cứ đánh đi, đánh hết rồi kiếm hợp quà quốc khánh để mở cho được nhiều đồ. Các bạn nào tốt bụng thì có thể cho mình một nick để mình vô mình làm clip mở cũng được đó, mình làm thì có clip cho bạn xem. Rồi ok men, bây giờ mình sẽ vào phó bản nha. Hiện tại mình đang thấy đây là người Messi Sirausi, đó là Deadken, chắc là một Deadken này là Heliken phải không? Hôm bữa như mình vừa đánh như vậy, hình như ổng là cái phó bạn này nè. Giờ mình quay lại mình cho các bạn coi. Deadken hả? Deadken đâu? Không có ông đây. Vậy là một ông mới. Một ông chồng hỏi Heliken nhưng mà cũng Messi, Sime, Sime Sirausi giống mình. Nói chung là mình trong đảo người cá này mình cũng gặp được khá là nhiều đồng nghiệp yêu Sirausi. Thôi giờ mình sẽ vào đánh thử để coi ông ấy là thế nào. Ủa? Ở đây nè. Đánh lòng mình tưởng ai? Ủa nhưng mà chưa tới boss mà, mình nhớ là chưa tới boss mà. Chưa tới boss nhanh vậy? Ủa ông ra đây hả? Không có, chắc là không phải đó bạn ơi, ông vũ mình. Thôi giờ sao, giờ mình sẽ làm clip để mình xem ông thế nào. Ui, chắc quỷ cũng đẹp vãi. Trái Mato Mato có nghĩa là gì ta? Cái này là trái gì ta? Chỉ cần sau khi chọn đúng mục tiêu, nhận vật phẩm rơi ra sẽ tự động đuổi theo đến tận chân trời góc bể, trừ khi bị đánh rơi giữa đường hoặc có vật cản mới dừng theo đuổi. Ui, chắc quỷ đẹp ghê bạn ơi, nhìn cứ như phi thuyền của người ngoài hành tinh á. Rồi anh này anh chơi quá, bốn cái chân luôn à, thanh niên này mình ta có tới bốn cái chân các bạn ơi, một thanh niên dị nhân như là trên tay cầm hai cái rìu. Rồi bây giờ mình sẽ cố gắng để tới được thanh niên đó nha. Rồi các bạn đừng có tua video nha, xem từ từ rồi cho nó hấp dẫn. Ok, có quảng cáo hiện thị thì kích cho ủng hộ mình nè, để mình sớm đủ tài nguyên để mình mở sân chơi cho các bạn. Đấy, mình rất là muốn mở ra những cái trò chơi mang lên cho các bạn những cái niềm vui, những cái suy nghĩ thách đố là trả lời đấy, rất là vui, cho nên mong các bạn ủng hộ mình nha. Ngày hôm nay là một ngày nghỉ đấy, nhớ phải ủng hộ mình thiệt là nhiều nè. Comment, tụi mày là những con cá đúng không? Sáng sớm là cũng chưa ăn sáng gì đây. Tụi mày có muốn trở thành món ăn của tao không? Phong cảnh đây rất là đẹp nha các bạn, những cái cây cối, những cái nấm trong đảo người cá thật sự rất là phong phú, rất là xinh tươi. Rồi. Xinh tươi nhưng mà có cái bọn này nó cản trở mình cho nên mình thật là bực mình đây, giờ mình phải giết hết. Ủa sao hồi đi chết nhanh vậy? Nãy giờ mình nói năng tè le mình không có quan tâm tới hồi đi, không biết sao nó chết tỉnh rồi vậy. Chết bao nhanh luôn. Rồi còn cái ông võ sĩ này, ông chuyên gia ăn cắp tuyệt chiêu của Kizaru. Kizaru quan sát. Ông mập hơn Kizaru nhiều mà ông dám ăn cắp chiêu của Kizaru. Kizaru người ta là Kizaru người ta là khỉ vàng, còn ông này không biết là cái gì nữa. Ông này là cái gì vàng các bạn? Hay ông không thuộc là con khỉ nữa. À, nói chung là chết. Và bây giờ mình sẽ đến với con tiếp theo. Mình phải đến với con Deadken này để mình xem coi dòng họ với Deadken này là thế nào. Giờ ông uống bia, ông uống tí quyền ra mà ông có tới bốn cái chân ghê. Đã vậy còn sợ không có chát quỷ bao đẹp nữa chứ. Đây lần đầu tiên mình thấy một cái chát quỷ đẹp vậy các bạn. Nó tím tím đẹp ấy, thật sự là khá đẹp. Clip này mình sẽ đặt là thanh niên sở hữu chát quỷ cực đẹp hả các bạn. Bây giờ chát quỷ đẹp quá rồi. À, ok, mình sẽ cố gắng giết nhanh nha. Trong trận hình này có hai con đầu bếp người cá, một con người cá sông đao, một con nhạc công và một con võ sĩ. Không biết là anh chàng này còn học chiêu của Kizaru nữa không biết. Ủa Jimbel mình sao bị chấn váng mặt mày rồi? Đáng lòng. Jimbel ơi, tại sao mày lại làm như thế? À, vẫn đấm được người ta mà. Rồi anh có nổ kìa các bạn. Ui, anh kia anh tự nổ bên sát luôn. Chưa chết, anh nổ mà anh chưa chết. Anh còn lưu luyến giữa trần gian không biết. À lần này anh võ sĩ của chúng ta làm chỉ đấm chứ không có học Kizaru các bạn ơi. Có vẻ nghe mình phân vân, mình phàn nàn quá nên anh không có học nữa. Thôi, ủa, chưa chết nữa. Anh còn lưu luyến giờ đây nữa. Lưu luyến, lưu luyến. Ủa chưa chết nữa trời. Lầy gớm nha. Đúng là còn lưu luyến nè. Rồi giờ mình sẽ đánh cho con tiếp theo nha các bạn. Lại là những con này à, những cái con cũ rít này mà cứ xuất hiện, đất đai nó còn tức, nó còn nứt nẻ rồi mà tụi mày cứ xuất hiện trước mặt tao. Mình nhìn vào cái khung cảnh này mình tưởng tượng như đó là một ốc sên á, những cái con ốc, những cái vỏ ốc các bạn. Hình như là dân chơi ở đây làm nhà trong vỏ ốc luôn. Những con ốc ở đây quá khổng lồ nên sau khi tụi nó chết thì người ta di chuyển cái vỏ về làm nhà luôn, sống mà trọng luôn, tuyệt vời. Cái điều tuyệt, ủa sao Jimbel mình nó bị nãy giờ nó say sẩm mắt mày.
nãy giờ tôi nhắc tới Heliken nó thèm bia sao bạn ơi, nó uống uống vài cốc bia rồi sao mà nó cứ xây sẩm mặt mày. Rồi nãy giờ mình ức chế lắm mày đó, không đánh được gì cả mà nó còn bị xây sẩm mặt mày nữa. Rồi cố gắng đi các bạn ơi, chúng ta nhanh đến với ông Heliken nè, ông Deadken chứ quên, để mình xem coi chắc quậy của ông nó gì mà nghe nó ui à, lao nó mê hoặc được bốn đứa rồi các bạn. Mẹ theo như mình nãy mình đọc, theo như nãy mình đọc chắc quậy thì nó có cái chiêu dí theo á, gọi là chiêu dí theo á, có nghĩa là dùng cái chân trời gốc bệ nào thì cái vật đó nó cũng dí theo, giờ khi là bị kẹn giữa đường hoặc là bị ai đánh rơi thôi. Đấy, đang dí người ta cái bà già đi qua đường cái thấy bà già cái dừng lại không dí nữa, một cái vũ khí khá là tốt bụng. Bây giờ mình sẽ chiến con cuối cùng là chúng ta sẽ đến với Deadken ngay, nhưng mà chắc chắn đây là chưa phải là boss đâu bạn, con boss ông mới xuất hiện sơ sơ, ông làm màu ông thể hiện thích thôi. Rồi đến cái thằng cuối cùng rồi sẽ gặp lại ông ta. Thôi cái này là mình sẽ đến với con Wadasumi, con cá nóc vậy, rồi sau đó mình mới đến với ông được, cho nên bây giờ là mới là màn dạo đầu thôi. Ông mới xuất hiện, ông khoe tài chút rồi. Thằng Diêm Bèo này nãy giờ mày cứ xây sẵn mặt mày nha, nãy giờ bật rồi á, chẳng hành của mình nhờ Diêm Bèo đấm mà nó cứ bị xây sẵn mặt mày thế thì nó chơi bời gì nữa. Đúng là mà sao nãy giờ tàn là cái bọn này không vậy ta, bọn này có vẻ như nó muốn cho mình làm thịt ăn hay sao á, xuất hiện điếc rồi. Ông võ sĩ lần này sẽ là chiêu thức gì đây, mình sẽ quan sát kỹ càng lắm hay là Kizaru. Rồi Kizaru hài lắm em ơi, mỗi lần mà xuất chiêu Kizaru là nó hồi tới trăm nổ. Anh chết mất tiêu rồi. Đúng là những cái người mà học tuyệt chiêu là những người chết sớm lắm, học tuyệt chiêu làm gì để tẩu quả nhập mà. Kizaru ăn trái Pika Pika chứ mày đâu có trái quậy Pika Pika đâu mà đòi học, bởi vậy mày bị tẩu quả nhập ma luôn rồi. Rồi mình sẽ đến với ông Deadken. Yeah, để mình coi coi ông nói gì, ông đâu. Ui Shirashi, hello em, chào này ông gặp em nhớ em quá. Ủa Deadken đâu, đây, cuối cùng cũng tìm được cô Shirashi. Deadken mong trả lời ra đây Shirashi, trả lời yes thì có thể miễn chết cho ngươi. Mau cùng ta kết hôn nào mà biết sao dính tả. Trời ơi Ade ơi là Ade, thế này thì chơi gì, chỉ nhiên mau trùng ta trả lời yes thì có thể miệng cho chết, có nghĩa là bắt buộc trả lời yes đó các bạn. Thôi thì mình thì tốt nhất là Shidashi nên trả lời no đi, trả lời no, nó có giết thì chúng ta sẽ bảo vệ chứ sợ gì. Cái đó ông không phải là loại tà ma. Thôi nói nhiều quá, mình cảm thấy nói quá nhiều rồi. Bây giờ mình sẽ đọc cái thông tin về ông này thử coi nha. Ôi ông đánh hàng phía sau, còn chiêu nổ đánh hàng ngang phía sau các bạn. Sở hữu trái Mato là gì ta, Mato Matic hả, có lòng chiếm hữu và sự ghen tị mãnh liệt, yêu sâu đậm công chúa Shirashi. Rồi thanh niên, mình gặp thanh niên cứng rồi các bạn ơi, mình gặp một thanh niên đồng môn nhưng mà thanh niên này là thanh niên cứng rồi, yêu Shirashi quá rồi. Yep, Luffy đâu, hãy giúp ta tiêu diệt ông Sama Huyền này. Ui ông phóng cái rìu ra, chiêu thường là ông phóng cái rìu ra bạn ơi. Rồi mình sẽ cố gắng quan sát chiêu nọ rồi ông làm gì, đừng nói phóng ra bia nha. Ui coi mình chưa kịp quan sát gì hết. Chết queo, ông đâu mất. Đây gặp lại ông nữa luôn nè. Ủa sao bạn này mình nhanh vậy ta, 1 2 2 3 4, 1 2 3 4. Ủa chưa mà ta, có gì đó sai sai ở đây thì phải. Thôi kệ đi, không ngờ là sao nó sầm sàm thôi, mình sẽ giết luôn, biết đâu mình hoàn thành phó bản luôn sao, phải không? Ủa chưa mà, thế giờ mình biết là chưa mà. Rồi Deadken của mình đã bị mê hoặc rồi. Mình rất là hâm mộ cái tình yêu bạn dành cho Shirashi, nhưng mà thôi bạn không có cửa chống với mình đâu, trận hình của mình rất là mạnh nha bạn, bạn nên rửa tay gác kiếm đi, rửa tay gác đao, gác rìu đi, rút ẩn về nơi trú ngụ đi chứ. Bạn là người ngoài hành tinh đúng không, mình thấy cái chát quỷ giống như thiền quá. Ui à, ghê đấy, chiêu lửa cuộn ghê đấy. Nãy giờ nó chưa xài nổ được kìa, cho nó xong nổ đi. Rồi nó có nổ các bạn ơi, chúng ta sẽ xem chiêu nổ là gì. Quá sao chưa nữa, lọc bực cả mình chẳng, nãy giờ anh cứ bị đơ. Nó đang chờ chiêu nổ của mày nè. Rồi thêm một thanh niên trên đang tấn công toàn bộ nữa. Rồi Deadken ơi đừng có chết nha. Ua hình quá, xuất chiêu đi. Wow, rồi chiêu gì mình không thấy gì hết, mình có cảm giác là không có gì xảy ra thì phải. Nó phóng ra nhanh quá, tí mình sẽ đi lại một lần nữa và mình mang ít người thôi để cho quan sát chiêu nổ cho dễ đó bạn. Deadken bye bye em nha, em đừng có mê Shirashi nữa chứ em mệt đó. Đấy, em tiện cái thế giới của em thôi. Rồi bây giờ mình sẽ mang trận hình hai đứa
mình sẽ tháo tháo thằng lao nhá, tháo thằng lao, tháo ho đây ra, tháo vào rút luôn. Rồi ok, chủ yếu của mình là quan sát cái chiều nọ của ông thôi chứ không có gì cả. Ủa ông đâu rồi? What, ông chun lẻ vậy? Nghe mình đập ông kêu rút về nơi chú ẩn, cái ông rút về thiệt á anh trai. Là mình mang trận hình vô đặng lòng ông chun lẻ thiệt á. Ui trời, khủng khiếp, ông chun khủng khiếp thiệt á. Chưa thấy ai ông chun lẻ vậy á. Đặng lòng mình nói rồi, ông chỉ là thử nghiệm thôi, nên về sau ông mình mới gặp ông lại đó bạn. Ok, mình sẽ đi nhận nhiệm vụ. Biết ngay mà, là mình đang định đánh nữa cái ông chuồn mất tiêu. Người Messi Sirasi. Ra nhiệm vụ tiếp theo là gì đây? Thuộc hạ của Đích Ken hả? Thuộc hạ của Đích Ken chắc là con Wadasumi các bạn, con cá nóc á. Rồi clip sau mình sẽ đánh với con cá nóc. Ok, đây thấy chưa, Wadasumi nè. Ok, rồi clip này là clip thứ 3 của mình trong buổi sáng hôm nay. Mong là các bạn xem cũng đừng quên ủng hộ mình, subscribe kênh và lấy vào quảng cáo cho mình nhiều, ủng hộ mình trong cái buổi sáng hôm nay nha. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều, tạm biệt các bạn.